Tomato Healthy Check là một ứng dụng nông nghiệp thông minh được phát triển bởi nhóm 2 sinh viên từ tổ chức giáo dục FPT FPT Edu thuộc trường đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, gồm Nguyễn Quốc Khang và Nguyễn Quỳnh Anh. Sử dụng kỹ thuật Explainable AI, SAI, cụ thể là GradCam, ứng dụng này có khả năng phân loại tình trạng sinh lý của quả cà chua thông qua hình ảnh và video ghi lại bằng webcam hoặc camera điện thoại. Tomato Healthy Check còn tích hợp bộ đếm thông minh dựa trên mô hình YOLO phiên bản 5, You Look Only One và Mobile TV 2. Kết hợp với giải thuật xuất Simple Online and Real-Time Checking. Điều này giúp người dùng tính toán sản lượng cà chua và so sánh hiệu quả sản xuất giữa các vụ mùa. Ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo và mô hình học sâu để tối ưu hóa việc phân loại cà chua, đảm bảo chất lượng nông sản và tiết kiệm chi phí lao động. Theo Nguyễn Quốc Khang, toàn bộ quá trình từ phân loại đến sản lượng đều được tự động hóa. Nguyễn Quốc Khang, một thành viên của nhóm phát triển, chia sẻ rằng thách thức lớn nhất trong quá trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng là tìm cách áp dụng kỹ thuật SAI, đặc biệt là GradCam, để đánh giá hiệu suất của các mô hình học sâu. SAI là một lĩnh vực mới và vẫn chưa có nhiều tài liệu tham khảo, đặc biệt tại châu Âu, nên việc nghiên cứu và ứng dụng gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn và sự kiên trì của nhóm sinh viên, Tomato Healthy Check đã được phát triển trong suốt hơn nửa năm. Nhóm sinh viên tổ chức giáo dục FPT FPT Edu đã gặt hái thành công với đề tài nghiên cứu Explainable Deep Learning Model with Gradient Weighted Class Activation Mapping for Smart Farming. Các mô hình học sâu có thể giải thích với GradCam cho mô hình nông nghiệp thông minh. Đội ngũ này đã vinh dự nhận giải nhì tại cuộc thi nghiên cứu khoa học FPT Edu Research 2023 diễn ra vào tháng 8 vừa qua. Điểm đặc biệt của dự án nghiên cứu này nằm ở ứng dụng thực tế của nó, Tomato Healthy Check. Ứng dụng này ra đời với mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Sản phẩm này giúp nhận biết và phân loại tình trạng của quả cà chua thông qua hình ảnh, video được ghi lại bằng webcam hoặc camera điện thoại. Cách tiếp cận của đội nghiên cứu bao gồm việc sử dụng kỹ thuật Explainable AI, SAI, kết hợp với GradCam để giải thích quá trình phân loại của mô hình học sâu. Một phần của dự án đã được tạp chí khoa học quốc tế Q1 IEEE Access công bố vào cuối tháng 7, là minh chứng cho tính chất đột phá và ứng dụng thực tế của nghiên cứu. Nhóm sinh viên FPT Edu đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Tomato Healthy Check để áp dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, không chỉ riêng cà chua. Họ còn đang nghiên cứu việc tích hợp dữ liệu đa nguồn, bao gồm thông tin từ cảm biến nông nghiệp, thời tiết và độ ẩm. Điều này giúp tăng cường khả năng dự đoán và phân loại tình trạng của các loại cây trồng. Sự thành công ban đầu là động lực lớn để nhóm tiếp tục phát triển dự án, mở rộng ứng dụng cho nhiều mô hình cây trồng và giai đoạn khác nhau của quá trình nuôi trồng. Với việc kết hợp những xu hướng công nghệ hàng đầu, nhóm kỳ vọng rằng nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh.